Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1420, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết thông tin. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu tránh trú bão ô thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu tránh bão đã được quy hoạch, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cù Đê, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các sở ngành kiểm tra rà soát các khu dân cư, trụ sở, cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét. Chú ý các khu vực đồi núi tại huyện Hòa Vang, bán đảo Sơn Trà và Nam Hải Vân, v.v. kiên quyết di dời sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.